Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin mưa lớn ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông. Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với hữu tụ gió lên đến 5.000 m nên từ đêm nay đến 3 ngày tới, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 40-80mm trên 24 giờ, có nơi trên 90mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Ở khu vực Trung Bộ, từ nay đến 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, từ chiều tối nay đến 3 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm trên đợt, có nơi trên 180mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 3 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm. Mưa dông tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện 2 đến 3 sóng thần nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng có 1 đến 2 sóng thần nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Về tình hình bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác thì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 7 đến 9 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng từ 3 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Dự báo khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc, 123 đến 124 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h giật cấp 9. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua khu vực Bắc, Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ dần lên, nên từ hôm nay đến ngày mai ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.
Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là phần dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh, Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Nam Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc có gió đông nam, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.